Chào tất cả mọi người. Đây là một trong những cái video cuối cùng về nói về cái dòng Mercedes 394 cũng như là những con xe 33 MF dòng 394 H hay là F nữa thì có thể là tạm chia tay, tại vì để ít nhập cái dòng này lại, vì cái dòng này nhập về nó khá là chậm, mã lực thì cao. Mã lực thì nó 80, người thì nói 81, người thì nói 70 mấy HP, nhưng mà so với cái giá tiền và cái form xe, cái mẫu mã của chiếc xe này thì nó không có phù hợp lắm. Một chiếc xe như thế này mà nó mua trần như vậy, bỏ lốp thì hiện tại thì mình đã thay vỏ sau vỏ mới rồi cho khách ở dưới Long An, Vĩnh Hưng, giáp với bên Campuchia, nước bạn láng giềng đó, thì khoảng tầm 200 mấy đến 300 triệu cho một chiếc xe như vậy, thì mình có thể chọn được những cái dòng xe mã lực nó tương đương như vậy nhưng mà có cabin điều hòa thì nó sẽ hay hơn. Nên là cái dòng này thì nhiều khi mọi người hỏi nhiều quá thì mình cũng mua về thử bán một lần để cho biết, nhưng mà để bán được một chiếc xe về cái thời gian nó khá là lâu, mà bỏ ra 200 mấy chục triệu để mà nhập những cái dòng xe này về thì xem tính tới thời điểm hiện tại thì là lỗ. Tính tới thời điểm hiện tại bây giờ để mà xuất ra được chiếc xe này là rất là lâu. Người sử dụng cái xe này thì người ta phải am hiểu về cái xe này rất là nhiều thì người ta mới chọn một chiếc xe như vậy. Nên trong cái video này mình xin nói là tạm thời mà nói là cái video này là cái video cuối cùng về dòng Mercedes 394. Nói chung là dòng này cũng là bây giờ bán con này đi là cũng là nhớ kỷ niệm luôn á, vì nó khá là lâu rồi, 4-5 tháng nay. Để mình là cực kỳ ghét những cái xe mà nó về mà nó lâu mà nó không chịu đi, mà không phải là xe xấu, xe cực kỳ đẹp luôn, đẹp mà nó lại lâu bán, khó bán, chán khách quá, nên là chấp nhận bán lỗ một tí xíu cho khách cũng như là sở hữu được chiếc xe này. Giờ thì chuẩn bị lên xe. Đã rồi, có thỏ rùa á, cho em nó lên xe, thiếu sót rồi gì thì về anh khách bổ sung thêm. Anh khách nói vậy không quan trọng, quan trọng là máy số cho nó ngon cho anh rồi, hay anh vỏ mới luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong nhiều video clip hơn nữa. Chào và hẹn gặp lại.